cái thằng nó phải là cái khóa học em là cái College Tokyo. Thì ở video trước chúng ta nói về Problem Binding. Thì ở video này chúng ta sẽ bắt đầu nói về Event Binding. Thì Event Binding là như mình nói ở video trước, chính là mình bắt một cái sự kiện nào đó ở trên cái template và mình sẽ xử lý cái sự kiện đó ở trong cái class, trong cái component của mình, đúng không? Thì để bắt đầu chúng ta sẽ chạy chạy cái application nhé, và các bạn check out branch 06. Đây là lần trước chúng ta đã dừng ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn về event binding. Thì event binding nó rất là đơn giản thôi, và nó cũng nó rất là rộng và, nhưng mà nó rất là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái event binding nào đó và các bạn có thể áp dụng, đúng không? Trước tiên thì để event binding để tương tác, mình cần có cái gì đó để mình tương tác, thì mình sẽ có một cái bật bần, đúng không? Và mình sẽ cho cái bần này không cần phải đặt tên cho nó hết, và mình sẽ ghi là high border. Đấy, vậy. Bây giờ xem lại. Đây là bần của mình. Mình sẽ tạm thời mình không cần nghĩ mình sẽ hello, hello. Ok, rồi bây giờ mình muốn là trước vào cái high border này, mình sẽ tắt đi cái, mình sẽ tắt đi cái border này. Đó. Và về sau thì mình sẽ muốn là mình có thể bấm một cái là giấu đi và bấm một cái lại là sẽ hiện ra là cái border toggle, đúng không? Nó gọi là toggle. Thì trước mắt bây giờ mình sẽ phải ban một cái sự kiện click vào trong cái high border, đúng không? Trong cái bên này của mình. Bình thường các bạn làm ở JavaScript thì bạn phải làm ở add thì bạn customer, đúng không? Click đó. Thì ở trong Angular chúng ta có event binding. Event binding nó khác với lại property binding ở chỗ là cái cú pháp của nó. Thì property binding á, mình sử dụng là square bracket hoặc vuông. Thì event binding chúng ta sử dụng hoặc đơn bình thường, hoặc tròn bình thường. Đấy, nó gọi là parenthesis. Thì đây tính là những cái event, nó sẽ hiện ra sẵn những cái event và nó có thể bay được cho các bạn. Đó. Cut, copy, double click, drag, drop, rồi mouse down, mouse over, mouse leave, rồi cái kiểu. Thế đây mình cần ở gì? Mình cần click. Và mình sẽ ghi là on button click. Thì đây chính là tên của cái function mà nó sẽ xử lý cái click này. Và mình sẽ ở trong cái class mình sẽ đặt là on button click. Và mình sẽ console run click. Đấy, như vậy. Thì ở đây nó sẽ nhận vào event, ở đây nó sẽ nhận vào event nó là mouse event. Nó là mouse event. Nếu mà các bạn nào mà sử dụng có muốn phải lấy được cái gì, giá trị gì đó từ cái event, như là cái vị trí mà cái click của cái đó, đúng không, thì mình sẽ dùng cái event này để các bạn làm. Những cái bạn mà làm như bạn như bài đạt thế này, như thông á, như đạt cái thông á, thì sử dụng cái event mouse, cái vị trí của cái mouse để làm cái hiệu ứng ripple đó. Thì mình ở đây mình không cần, ai cần nó hiểu nó làm gì. Ở đây thì mình không cần cái event của mình sẽ không cần phải truyền vào. Save, sẽ mở console log. Và bây giờ mình sẽ làm gì? Click thử. Đó, các bạn thấy không, nó đã được lắng nghe và nó được xử lý ở trong cái component. Thì đây chính là event binding. Và bây giờ mình sẽ làm cái gì để cho cái border này mất đi? Thì trước mắt là mình phải biết được rằng là cái border đó nó có từ đâu, nó có từ cái class with border của mình.
và cái class with border mình đang property binding nó với một cái boolean là true. Thì nếu mình làm mình muốn làm mất đi thì mình đổi cái giá trị boolean mình thành false đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm là on button click, mình sẽ đặt lại this chấm with border and false. Và bây giờ đây mình sẽ làm gì? Đó, nó đã mất rồi. Thì nó cái with border class nó đã bị biến mất rồi, nó không còn nữa. Đó. Nhưng mà bây giờ mình lúc nào mình cũng chỉnh cái with border thành là false hết, cho nên mình sẽ không có hiện lại được. Đó. Và cái chữ hide border này, khi mà mình muốn click vào nó giấu cái border đi, cái chữ hide nó sẽ hiện thành cái chữ show để mình có thể toggle, mình có thể toggle qua lại đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm trước hết là mình sẽ xử lý cái việc là mình có thể toggle được cái class này. Thì ở đây mình lúc nào mình cũng để là thành trở thành false hết. Đó. Nhưng mà mình muốn toggle thì các bạn làm gì? Các bạn sẽ làm this.withBorder bằng notWithBorder, có nghĩa là true nó sẽ thành false và false nó sẽ thành true. Thì đây chính là cái cú pháp để mình biết toggle ở trong JavaScript. Một cái boolean bằng not boolean đó chính là cái toggle. Ok, mình save, mình sẽ thử nhé. Click 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 đó, mình đang toggle đó. Và bây giờ mình đang muốn là nó đang là hide, đang là hidden thì mình sẽ đặt là show. Ok, thì đây chính là cái chữ của mình. Thì để mình probably binding cái hai này thì mình sẽ làm gì? String interpolation đúng không? Đó. Mình sẽ đặt là string interpolation cái thằng hai này thì mình sẽ làm gì? Có phải là khi mà with border là true, true with border là true, nó đang hiển thị đúng không? Thì sẽ là hai. Còn khi with border là false, nó là gì? Nó sẽ là show đúng không? Đó. Thì đây hai thì đây chính là cái cách mà các bạn lắng nghe một cái sự kiện ở trên template của mình và mình xử lý cái sự kiện đó ở trong cái component của mình. Thì đây chính là event binding, có rất là nhiều event. Ví dụ bây giờ mình muốn là event là mouse mouse over text mouse over. Và mình cũng sẽ muốn xử lý sự kiện là mouse out thì on text mouse out. Okay. Rồi, bây giờ nó báo là mình chưa có khai báo hai cái sự kiện này, hai cái handler này, thì mình sẽ phải khai báo là on text mouse over và on text mouse. Thì mình muốn làm gì? Ở đây là mình khi mà mình muốn cái con chuột mình hover qua cái hàng H1 này thì cái màu text, cái màu chữ của nó sẽ thay đổi. Bây giờ nó đang là gì? Tomato. Mình muốn nó đổi thành cái gì? Dodger Blue chẳng hạn. Thì khi mà on text mouse over là khi hover thì mình muốn nó là thành Dodger Blue. Còn khi mà mình mouse out thì mình muốn nó trở lại thành cái phần này đó, đó, đó. Mình sẽ đó, 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 cái phần này cái sự kiện nó đang được xử lý đúng không? Đấy ha, thì đây chính là event binding. Các bạn có thể bài bất cứ event nào cũng được, miễn là có lý thôi, mình thấy hợp lý mình bài được. Thì Angular và bất cứ một cái phần mềm khác và nói lập trình nói chung thì các bạn phải thử, bạn phải tập thì nó sẽ trở thành thói quen, thành thành cái kỹ năng của mình nó sẽ được nâng cao lên. Thì cứ một chút việc làm thôi thì đây chính là event bài. Okay. Ở video sau mình sẽ nói về life cycle hook của cái component. Thì tại sao life cycle hook nó lại quan trọng? Thì
À, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều đó ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À, xin cảm ơn.